Chào mừng top 14 các thí sinh đã quay trở lại với tập 7, tập bán kết của chương trình The Next Gentleman Quý ông Hoàn Mỹ 2024. Rất là sung sướng nhưng mà đi kèm với đấy là vô cùng nhiều nỗi lo. Bởi vì khi mà bước chân vào tập bán kết thì cuộc chơi sẽ khắc nghiệt hơn. Với tập này thì mình phải chiến đấu hết 1.000 công lực. Nước cuối cùng rồi, cho nên là chiến hết mình. Và trước mặt các bạn đang là thử thách phụ của tập 7. Ồ, đây là một cái phòng gym thu nhỏ lại. Nào là xà, nào là tạ, xong rồi nào là máy kéo. Hôm nay là mệt đây. Chắc là cũng chẳng ai lạ gì đến những thiết bị này nếu mà các bạn đi tập gym đúng không? Rất là quen thuộc với Hóa rồi, cho nên Hóa cũng có một phần tự tin với mình. Thử thách đầu tiên là các bạn sẽ phải kéo xà 15 lần xà, với điều kiện là cằm của các bạn phải vượt qua xà. Trong trường hợp các bạn mệt quá, các bạn có thể nghỉ. Cái này không bắt buộc là phải trong vòng một lần. 16 năm tập gym rồi, thế là chị cũng rất tự tin rồi. Bình thường Long cũng đã thử tự đu xà ở nhà rồi. Thì cao nhất của mình nha, 3 cái. Trạng số 2 thì mọi người sẽ phải kéo cái rowing này là 500m. Ở đây sẽ có số ở hiện lên ở đây. Đạt đủ 500m thì mọi người tiếp tục di chuyển sang cái thứ ba. I was really, really excited and thrilled to do the mission. This is my game, this is my game. Mọi người sẽ thực hiện walking run với cả tạ kettlebell. Mọi người sẽ bắt đầu từ vạch bên này, di chuyển chân chạm đất. Cái này mệt lắm. Hoàn thành sang phía bên này và quay ngược trở lại. Ôi, đó là quay... 2 lượt. Tạ trong phần thi này quá là nặng, chưa bao giờ vác đến 20 nhưng mà hôm đấy phải vác đến 40 rồi, quá là sức rồi. Và tiếp tục sang cái thử thách tiếp theo, đó là thử thách mang vác. Mỗi lượt chỉ được mang một khối. Di chuyển toàn bộ cái cục này sang phía bên kia và lại di chuyển toàn bộ bên đấy sang lại bên này. Trời ơi, không biết mình có thể vượt qua được cái thử thách này hay không. Đội nào hoàn thành trước, đội ấy giành chiến thắng. Trong cái tập 6, team Cố Định đã thua team Lung Phiên. Thì trong cái tập này, tụi mình đã có nói với nhau là phải chiến đấu hết mình để giành chiến thắng cho ngày hôm nay. Và người nào hoàn thành nhanh nhất, người đấy được giải xuất sắc nhất. Tất cả các tập thì Minh Hưng chưa có đứng ở vị trí hạng nhất lần nào. Vì thế tập bán kết, Hưng đã nghĩ trong đầu là mình phải chiến đấu 1000% sức lực để làm thế nào mà Hưng có thể đứng ở trên cái đỉnh cao nhất. Các bạn sẽ có khoảng 5 phút để thảo luận chia vị trí này và khởi động làm nóng cơ thể nhá. Không biết may mắn hay như nào, trong cái tập trước thì trong team Cố Định đã loại 2 người có thể lực rất là tốt. Tất cả sức mạnh về thể lực team bên kia đã nằm hết ở Hóa Trần hay là anh Kang Chun hay là về Xuân Thắng thôi. Còn lại thì mình đánh giá không cao các bạn còn lại về phần sức mạnh. Team Cố Định mạnh nhất thì em chưa dám khẳng định là mạnh nhất, nhưng mà cũng không phải là một team có thí sinh yếu. Nhóm mình ai chưa từng kéo xà và cảm thấy là cái vấn đề mà mở đầu kéo xà hơi khó thì có thể lựa chọn những cái số bên dưới. Đã bảo rồi, bây giờ chỉ cần lựa chọn ra ai là người dám thi đầu thôi. Thế đấy, anh Hóa là chắc chắn là người đầu tiên rồi, người khỏe nhất. Đầu xu đuôi lọt mà, thì cứ cho ai mạnh nhất thì thi trước thôi. Hóa Trần có kinh nghiệm tập gym khá lâu và cái thể hình của Hóa Trần cũng khá là khỏe nữa. Hóa Trần sẽ là một thí sinh khá là mạnh trong phần này. Đến tập 7 này thì hai team đã cân bằng thành viên rồi. Rồi bây giờ hai người là thi để lấy cái lợi thế lúc đầu nha. Rồi em sẽ chip, em làm sẽ tới chip. Rồi bây giờ chung phát đi. Cho luôn tới 3 luôn. Rồi, phát xong rồi tới chung. Tới phát okay. Tôi đi gần cuối cũng được. Duy nghĩ là thôi mình sẽ là người thi trước để mình bứt tinh thần của anh em lên. Thế là còn mình có An Duy và có bạn Công Phát nữa. Thế là bởi vì thế mình cũng nghĩ là có thể thắng cái thử thách này. Đó, chỉ có mình là tạ nhất thôi, mình nghĩ vậy. Và ở đây có anh Chris là đại diện của California Fitness Yoga đến đây để hỗ trợ mọi người. Chào hai đội chơi ha. Mình có những lưu ý nhỏ trong 4 cái thử thách. Các bạn sẽ không có cần làm quá nhanh. Nếu như mà các bạn làm quá nhanh á, trọng tài sẽ không có tính clip đó nếu mà các bạn làm không có đúng. Thì mong các bạn sẽ làm đúng cái kỹ thuật, hai trọng tài sẽ chấm rất là kỹ với lại cái phần động tác của mình. Cảm ơn anh Chris đã gửi lời chia sẻ đến các thí sinh của chương trình.
Bây giờ là cho khởi động xoay khớp các thử làm nóng cơ thể. Bây giờ tôi sẽ muốn xác nhận lại một lần nữa là tất cả các thí sinh đều có sẵn sàng tham gia thử thách này không? Các bạn có cảm giác là mình không thể thực hiện được thử thách này, các bạn có thể không tham gia thi và chúng tôi sẽ có cách tính điểm khác. Có thể không tham gia thi. Nói chung là các bạn phải tự ý thức với cả sức khỏe của mình thôi. Thì bên đó bớt một người đi cho bên này dễ. Tại vì chương trình sẽ không chịu trách nhiệm. Em xin phép là không tham gia thử thách lần này đúng không ạ? Khá bất ngờ, tại vì mình cũng không biết là Vĩnh Đam bị gì. Tại vì cổ tay trái của em vừa mới gãy cách đây chưa đầy nửa năm, cho nên là em sợ em sẽ kéo xa không được và nó ảnh hưởng đến phần tay. Nếu như mà hôm nay mình đánh cược quá nhiều vào cái thử thách phụ lần này thì ngày mai mình sẽ có thể thực hiện không tốt. Vì cho nên là mình đã quyết định chọn dưỡng sức để có thể thực hiện thử thách chính ngày mai một cách tốt nhất. Dạ sao ta? Lúc đó thì Duy cũng cảm thấy rất là lo cho team, tại vì team đang rất là máu chiến và rất là muốn giành chiến thắng để giành được cái sự gọi là big team lần này. Vì Văn Đam của team Luân Phiên xin phép dừng không tham gia thử thách này. Vậy thì thời gian của bạn Đam sẽ được tính bằng thời gian của người thi lâu nhất trong cả hai team. Trong một vài giây phút nào đấy, Thắng đã mơ đến chiến thắng cho team cố định. Đầu tiên là mời hai đội xếp theo hàng và thứ tự thi của đội của mình như thế nào. Bắt đầu từ 1. Mọi người cũng có bàn với nhau là ai có thể lực thì thi trước, và sắp xếp những người có phần thể lực kém hơn mọi người một xíu thì sẽ thi sau cùng. Để coi như là thời gian cho họ đỡ khiến cho mọi người bị nhột chí. Vì Vĩnh Đam như thế nên là Minh Thoại và cũng như cả team Lân Phiên phải bắt buộc phải làm hết mình để bù qua cho Vĩnh Đam.